Các bạn ơi, mình đang đứng ở huyện Tiền Hải, một vườn cây ăn trái mà lại bán vào dịp Tết này của nhà bác nhà vườn. Đây là ở xã An Ninh, xóm 1 xã An Ninh các bạn nhé. Hôm nay đúng là 2 năm rõ 10 mình thực tế quay video để cho các bạn xem. Trước kia thì cứ mua cây cam, đây là cây cam canh này, cứ phải mua mãi ở đâu ô tô mình trở về. Nhưng mà thực sự ra Tiền Hải mình đây là bác nhà vườn đây trồng được. Hôm nay mình chứng kiến người thật việc thật. Mọi khi là mình cứ nghe bảo là ở mãi đâu chuyển về, nhưng mà Tiền Hải mình cũng trồng được. Tuyệt vời. Quả rất là sai, đẹp. Bạn nào có nhu cầu cứ vào xóm 1 xã An Ninh, các bác nhà vườn đây này, gần chợ huyện luôn, rất là nhiều. Không những cam, còn quất, còn đào. Trước kia thì mình cũng tưởng là ảo, chính mình cũng tưởng là ảo, nhưng mà mình đi quay cái video này cho các bạn xem. Không phải là ảo đâu. Tận vườn luôn. Quất nhà bác không biết bao nhiêu gốc nữa. Có lẽ mình đi mỏi chân các bạn. Đây là vườn cam, là vườn quất. Sài Gòn mình gọi là cây tắc. Nhà bác còn có cả vườn hoa nữa. Tí mình sẽ quay một vườn đào cho các bạn xem. Đây là vườn hoa các bạn nhé. Không biết bao nhiêu hoa. Vườn của bác rất rộng. Bây giờ mình lại quay một vườn đào. Các bạn đón xem. Đây là vườn đào các bạn nhé. Tuyệt vời, đẹp, hoa nở rất đẹp. Rất lung linh.
các bạn trong gốc đào này có to to, rất là to. Cây đào này chắc lớn tiền các bạn, bởi vì thân nó to, hoa nhiều. Dòng được một cái gốc này thì chắc là cả một vấn đề lâu năm. Quay tổng quát cả đào, cả quất, cả cam cho các bạn xem nhé. Một vườn lớn bên này nữa. Có lẽ mình đi mỏi chân. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn nha. Các bạn like hoặc bấm đăng ký kênh để mình quay nhiều video tiếp theo để các bạn đón xem mùa xuân quê hương Thái Bình, Tiền Hải. Xin chân thành cảm ơn.